Chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Hôm nay Thanh Xuân sẽ ra bài hướng dẫn đếm nhịp bài bức họa đồng quê. Bài này phần chính mình sẽ chia làm 4 phần, mỗi phần 4 câu thực hiện ở một tường. Ngoài ra, chúng ta sẽ có phần dạo nhạc mở đầu 2 động tác, dạo nhạc giữa bài 3 động tác, phần kết bài 1 động tác. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một lượt theo thứ tự từ đầu cho đến hết bài này và sau đó sẽ là phần hướng dẫn chi tiết. Nhạc mở đầu 2 động tác. Động tác số 1. 1 2 3 4 5 6 7. Động tác số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Phần chính, phần A, 4 câu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Phần A lặp lại lần 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Phần B 4 câu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Phần B lặp lại lần 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Phần C 4 câu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Phần D 4 câu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7. Phần dạo nhạc giữa bài 3 động tác. Động tác số 1. 1 2 3 4. Động tác số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Động tác số 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Lặp lại phần chính lần thứ 2. Phần A. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4
5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần A tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần B tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phần kết bài một động tác 3 câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5. Là các bạn hoàn thành xong bài nhảy này. Không để các bạn phải chờ lâu, bây giờ sẽ là phần hướng dẫn chi tiết. Phần dạo nhạc mở đầu, hai động tác. Động tác số 1, 7 nhịp, các bạn chạy vào sân khấu, bắt đầu chân phải và hai tay. Các bạn đánh sẵn phải nhé, ngửa lòng về phía trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết thúc ở chân phải. Các bạn trở lại từ bắt đầu nhé. Rồi, chạy xong rồi. Thì chúng ta sẽ vào động tác số 2. Động tác số 2 này sẽ có 4 câu. Rồi, câu 1. Bắt đầu chân phải, đi ngang về phía bên phải và hai tay các bạn đánh về phía trước nhé, đánh ngang và bàn tay quay về phía trước. 1, 2, 3, 4, rồi ngược lại, 5, 6, 7, 8, các bạn đẩy lên, kéo về, đẩy lên, kéo về, kết thúc ở chân phải. Và câu số 2, đẩy chân phải lên trước, hai tay đánh sang phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 giống câu số 1. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 giống câu 2. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 1 chạy vào trong sân khấu nhé. 7 nhịp. Bắt đầu trên phải, hai tay đánh sang phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết thúc trên phải. Động tác số 2. 4 câu. Câu 1 này, bắt đầu trên phải, các bạn đi về phía bên phải của mình nhé. Hai tay các bạn đẩy lên, kéo về, đẩy lên, kéo về nhé. Rồi bắt đầu này. 1, 2, 3, 4. Kết thúc ở trên trán. 4 nhịp tiếp theo ngược lại. 5, 6, 7, 8. Kết thúc ở trên phải. Câu số 2. Đẩy chân phải lên, kéo về. Khi đẩy chân phải lên thì hai tay các bạn đánh sang bên phải nhé. Rồi bắt đầu này. 2, 2. Ngược lại, 3, 4, rồi cứ như vậy, 5, 6, 7, 8. Mình làm lại câu 1 và câu 2 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 này, đẩy chân phải lên trước này, hai tay đánh sang phải này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 giống hệt câu số 1, đi ngang. 3,
2, 3, 4, ngược lại, 5, 6, 7, 8. Câu 4 giống hệt câu 2, đẩy chân phải trước, 4, 2, rồi đến chân trái, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dặm nhạc đầu hoàn chỉnh, động tác số 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó vào phần chính, phần A 4 câu. Rồi, các bạn sẽ thực hiện động tác như sau. Câu số 1, hai tay các bạn ngửa lòng nhé. Rồi bắt đầu chân phải, các bạn sẽ đẩy về phía bên trái của mình. 4 nhịp đầu các bạn thực hiện nhịp kép nhé. Rồi bắt đầu này, 1, 2, rồi kéo xuống cũng nhịp kép, 3, 4, hai tay giữ nguyên nhé. 4 nhịp sau nhịp đơn, đẩy lên kéo xuống nhé. 5, 6, 7, 8, nhịp 8 trở lại từng ban đầu, kéo chân phải xuống. Rồi câu số 2 ngược lại câu số 1 nhé. 4 nhịp đầu là nhịp kép, bắt đầu chân trái, 2, 2, 3, 4, 4 nhịp sau nhịp đơn, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện cùng chiều. Câu số 1, hai tay ngửa lên, bắt đầu chân phải, 4 nhịp đầu nhịp kép, 1, 2, 3, 4, 4 nhịp sau nhịp đơn, 5, 6, 7, 8. Làm lại nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 ngược lại câu số 1. Rồi bắt đầu chân trái này, các bạn sẽ đẩy chân trái sang phía bên phải nha. 2, 2, nhịp kép, rồi kéo xuống nhịp kép luôn, 3, 4, 4 nhịp sau nhịp đơn nhé, 5 đẩy lên, 6 kéo xuống, 7 đẩy lên, 8 kéo xuống trở về. Làm lại câu 2 này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đi lại hai câu này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 từ tư thế này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhảy sang phía bên phải của mình, bắt đầu chân phải nhé. Và tay phải các bạn sẽ kéo xuống, tay trái để lên, 3, 2, 2 nhịp đầu nhảy sang phải, 2 nhịp sau nhảy sang trái, đổi tay, 3, 4, 4 nhịp tiếp theo tương tự như vậy, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, các bạn sẽ bước tiến lên phía trước của mình, tiến chéo góc 45 độ, bắt đầu chân phải. Tay trái các bạn sẽ để ra sau lưng và tay phải chúng ta sẽ vuốt lên nhé. 4, 2. Rồi sau đó tiến chéo bắt đầu chân trái, vuốt tay trái lên, 3, 4. Rồi 4 nhịp tiếp theo đi lùi xuống, bắt đầu chân phải, hạ hai tay xuống, 5, 6, 7, 8. Kết thúc ở chân trái. Câu 3 cùng chiều. Rồi nhảy sang phía bên phải của mình, bắt đầu chân phải, hạ tay phải, đẩy tay trái, 3, 2, ngược lại, 3, 4, và cứ như vậy, 5, 6, 7, 8. Làm lại câu 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, 8 nhịp, bước chéo chân phải lên nhé, rồi vuốt tay phải. Và tay trái của chúng ta sẽ để ra sau lưng, chúng ta kéo tay phải này xuống này, vuốt này, 4, 2. Rồi đến tay trái, 3, 4, chúng ta đẩy tay trái lên, 4 nhịp sau, và các bạn đi lùi xuống phía dưới, bắt đầu chân phải nhé. Rồi và hạ hai tay này xuống, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại câu số 4 này. Rồi tiến chéo bắt đầu chân phải này, kéo tay phải này xuống này, đẩy, chúng ta đẩy, đẩy từ bên trái lên này, được chưa, sang phía bên phải là lên nhá,
Rồi đang ở vị thế này đúng không? Rồi câu số 4 này. 4, 2. Rồi bước tay trái lên. 3, 4. Rồi lùi. Hạ hai tay xuống. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại hai câu 3, 4. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A hoàn chỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần B, 4 câu. Câu số 1, các bạn cùng bước chéo sang phía bên trái của mình, bắt đầu chân phải nhé. Rồi chúng ta sẽ thực hiện động tác, hai tay chúng ta sẽ để ngang với miệng của mình như thế này nhé. Rồi bắt đầu như sau. 1, 2, 3, 4, đẩy, chéo lên, kéo về, kết thúc ở chân trái. 4 nhịp tiếp theo tương tự như vậy nhé, nhưng mà động tác tay sẽ khác. Bạn vòng chéo hai tay qua đầu, mở sang hai bên nhé. 5, 6, bước lên, rồi lại kéo xuống. 7, 8, nhịp 7, 8 hơi khác, kết thúc cùng chân phải. Và câu số 2 ngược lại câu số 1. Bỏ bớt đi một nhịp, chỉ có 7 nhịp thôi nhé. Rồi bây giờ bắt đầu chân trái này. Hai tay các bạn vẫn để miệng nhé. Rồi 2, 2, 3, 4, kéo xuống, kết thúc ở chân phải. Các nhịp tiếp theo các bạn cũng đẩy chân trái lên, hai tay vòng chéo qua đầu. 5, 6, rồi kéo chân trái xuống. 7, kết thúc ở nhịp số 7 ở chân trái. Rồi, câu số 3, cùng chiều. Bắt đầu chân phải, bước chéo lên phía trước của chân trái sang phía bên trái, hai tay các bạn để mở ở miệng nhé. Rồi bắt đầu này. 1, 2, dậm chân trái. Nhịp 3, 4, kéo tay kéo chân về. 3, 4, kết thúc ở chân trái. 4 nhịp tiếp theo cũng bắt đầu chân phải. Các bạn bước lên nhé. Rồi hai tay nó khác này. Các bạn sẽ vòng chéo qua đầu. 5, 6, nó giống như hai nhịp đầu thôi, được chưa? Rồi nhịp 7, 8, các bạn sẽ kéo chân phải này về. 7, 8, kết thúc cùng ở chân phải. Làm lại lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 ngược lại câu số 1. Bắt đầu chân trái, các bạn bước chéo sang phía bên phải của mình, hai tay cũng để ở miệng nhé. Rồi 2, 2, 3, 4, kết thúc ở chân phải. 4 nhịp tiếp theo cũng bắt đầu chân trái, đẩy lên, hai tay vòng chéo vào đầu. 5, 6, rồi kéo chân trái xuống. 7, kết thúc ở chân trái. Làm lại câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình thực hiện lại hai câu này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vào câu số 3, bước qua bước về, bắt đầu chân phải nhé. Rồi, và tay phải các bạn đẩy lên trước. 3, 2, rồi đổi bên. 3, 4, và cứ như vậy. 5, 6, 7, 8. Câu số 4, hai tay để sau lưng, đẩy chân phải sang phải, kéo về nhé. 4, 2, rồi đến chân trái. 3, 4. 4 nhịp tiếp theo dậm chân tại chỗ, bắt đầu chân phải, hai tay vòng chéo qua đầu. 5, 6, 7, 8, kết thúc ở chân trái. Vào câu số 3, bước qua bước về, bắt đầu chân phải, đẩy tay phải lên, kéo xuống. Rồi đến tay trái, đẩy lên, kéo xuống. Tay đi theo chân các bạn nhé. Rồi bắt đầu này. 3, 2, 3, 4. Và cứ như vậy. 5, 6, 7, 8. Làm lại lần nữa. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4, bỏ hai tay ra sau lưng.
Rồi, đẩy chân phải sang phải, dùng mũi chân nhé. 4, 2 và ngược lại. 3, 4, kết thúc ở chân trái. 4 nhịp tiếp theo, bắt đầu chân phải, dậm chân nhé. Hai tay vung chéo qua đầu. 5, 6, 7, 8, kết thúc ở chân trái. Làm lại câu 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thực hiện cùng mình câu 3, câu 4. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần B hoàn chỉnh bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần C 4 câu. Câu 1, đi ngang về phía bên phải của mình. Hai tay các bạn nắm chặt đẩy sang phải. Hai vòng nhé. Rồi bắt đầu này. 1, 2, 3, 4. Rồi ngược lại. 5, 6, 7, 8. Câu số 2. Các bạn đẩy chân phải lên trước. Hai tay đánh chéo qua nhau nhé. Rồi bắt đầu này. 2, 2 rồi ngược lại. 3, 4 và cứ như vậy. 5, 6, 7, 8. Bắt đầu chân phải, kết thúc chân trái. Câu số 3 giống câu số 1 và câu số 4 giống câu số 2. Mình thực hiện cùng chiều. Câu 1. Đi về phía bên phải, bắt đầu chân phải, hai tay nắm chặt đẩy hai vòng sang phía bên phải của mình. 1, 2, 3, 4 và ngược lại. 5, 6, 7, 8. Câu số 2, bắt đầu chân phải đẩy lên kéo về. Hai tay các bạn bắt chéo sang phải nhá. Rồi sau đó khi đến chân trái thì bắt chéo sang bên trái. Bắt đầu này. 2, 2, 3, 4 và cứ như vậy. 5, 6, 7, 8. Lần lại hai câu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3 giống câu 1. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 giống câu 2. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C hoàn chỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần D, 4 câu. Câu số 1. Tiến thẳng bắt đầu chân phải và hai tay các bạn đặt ở sau lưng nhé. Rồi, bắt đầu này. 1, 2. Bây giờ là tiến bằng chân trái. 3, 4, 4 nhịp tiếp theo giống như vậy. 5, 6, 7, 8 kết thúc ở chân phải. Câu số 2, các bạn sẽ đẩy cái chân phải này sang phải. Và tay trái vẫn ở sau lưng và tay phải chúng ta sẽ vuốt qua mắt nhé. Rồi bắt đầu này. 2, 2, 3, 4, nhịp 3, 4 kết thúc ở chân phải. Các nhịp tiếp theo làm ngược lại nhé. Rồi ngược cả chân lẫn tay, đẩy chân trái, tay phải ra sau lưng. Tay trái vuốt. 5, 6, 7, kết thúc ở nhịp số 7 ở chân trái. Câu số 3, các bạn sẽ đi lùi xuống phía dưới của mình. Bắt đầu chân phải. Hai tay các bạn để sau lưng. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3 ngược lại câu số 1 nhé. Câu số 4 giống hệt câu số 2. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Câu 1 cùng chiều. Hai tay chắc sau lưng. Tiến thẳng bắt đầu chân phải. 1, 2, rồi đến chân trái, 3, 4, và cứ như vậy, 5, 6, 7, 8. Câu 2, đẩy chân phải sang phải.
tay trái sau lưng, tay phải vuốt qua mắt sang phải. 2 2 rồi kéo chân phải về. 3 4 nhịp 3 4 kết thúc cùng chân phải. Các nhịp tiếp theo làm ngược lại. Tay phải ra sau, tay trái vuốt qua mắt nhá, đẩy chân trái sang trái. 5 6 7 kết thúc ở chân trái. Làm lại hai câu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Câu số 3. Ngược lại câu số 1, các bạn đi lùi xuống, bắt đầu chân phải, hai tay sau lưng. 3 2 3 4 5 6 7 8. Câu số 4 giống hệt câu số 2, bắt đầu chân phải. 4 2 3 4 5 6 7. Làm lại hai câu 3 4. Câu 3. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7. Phần D hoàn chỉnh. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7. Phần giọng nhạc dưới bài được nối ở sau phần D các bạn nhé. 3 động tác. Câu 4 của phần D các bạn có tư thế như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vào phần dạo nhạc giữa bài. Động tác số 1, 4 nhịp thôi, xoay đúng một vòng về phía bên trái của mình. Bắt đầu chân trái nhé. Rồi các bạn thả cái tay phải xuống này. 1, 2, 3, 4, xoay đúng một vòng, trở lại từ ban đầu, kết thúc ở chân phải. Sau đó chúng ta sẽ vào động tác số 2. Động tác số 2 này giống hệt như động tác số 2 của phần dạo nhạc đầu nhé. 4 câu. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào động tác số 3, 4 câu. Câu số 1, các bạn sẽ nhảy sang phía bên phải của mình. Hai tay các bạn đánh sang phải trước, nhưng lòng bàn tay quay về trước này. 1, 2, rồi sang trái, 3, 4. Rồi sau đó 4 nhịp sau các bạn sẽ đi về phía bên phải của mình. Bạn nhảy chân lên nhé, hai tay đánh sang phải, sang trái. 5, 6, 7, 8. Nhịp thứ 8 kết thúc ở chân trái, hai tay ở phía bên phải, lòng bàn tay quay về phía trước. Rồi câu số 2 ngược lại câu số 1 này. 2, 2 nhảy sang trái, rồi sang phải, 3, 4. Rồi chúng ta sẽ đi về phía bên trái của mình nhé. Nhảy đấy, chúng ta nhảy cho nó nhanh cái chân lên nhé. Hai tay đánh sang bên trái trước nhé. 5, 6, 7, 8. Kết thúc ở chân phải, hai tay ở phía bên trái. Mình thực hiện lại câu 1, câu 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3 giống câu 1. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 giống câu 2. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần kết bài cũng được nối ở sau câu 4 của phần D. Kết thúc câu số 4, các bạn có tư thế này. Các bạn kéo tay phải này xuống đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào phần kết bài, một động tác 3 câu. Câu số 1, bắt đầu chân trái, bước sang trái trước. Hai tay các bạn giữ nguyên tư thế nhé. 1, 2, rồi sang phải, 3, 4. Rồi đi về bên trái, bắt đầu chân trái, 5, 6, 7, 8. Mình làm lại câu số 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 ngược lại,
bắt đầu trên phải 2 2, rồi sang trái 3 4, rồi đi bên phải 5 6 7 8, kết thúc ở chân trái. Làm lại hai câu này: 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu 2 ngược lại này: 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi kết thúc câu số 2 như thế này đúng không? Câu số 3 chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Chỉ có 5 nhịp thôi, dậm chân bằng chân trái nhá. À, 4 nhịp đầu. À, hai tay các bạn sẽ để ở miệng của mình. Và nhịp cuối chúng ta sẽ đẩy hai tay lên nhá. Rồi bắt đầu này, dậm chân bắt đầu chân phải này. 1. Ta đẩy tay xòe về phía trước. Rồi. 2 lần 2 như vậy. Lần 3 này, lần 4 này, và lần 5 là các bạn đẩy hai tay lên. Thực hiện cùng chiều. 1 2 3 4 5. Bài hướng dẫn đếm nhịp của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.